Thái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với clip mới nhất của kênh YouTube Bonsai Lại Nguyên chúng em hôm nay vào ngày 2 tháng 7 nha bà con. Giờ luôn đa dạng mặt hàng phong phú rất là độc đáo với bà con của mình nhé. Xin chào anh ơi. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên. Tiếp tục hôm nay em làm clip này để giao lưu cho bà con mình một số mặt hàng cũng mới giờ sưu tầm về nha bà con, gồm có đồ gỗ, đồ gốm và đồ xưa cũ nha, để giao lưu cho bà con của mình qua số điện thoại em 0772 8772 78 nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã ủng hộ em những clip vừa rồi. Và đầu tiên vô em xin giới thiệu cho bà con của mình, đây là một cái bộ bàn 4 ghế nha bà con. Bộ bàn được tô son thiết vàng rất là đẹp đó bà con mình xem. Thì chất liệu này là bằng nhôm nha, nhôm đúc luôn nha bà con. Nhôm nguyên khối đúc luôn, nhôm đặc đó nha. Bà con mình xem rất là đẹp nha. Cái bàn tròn, ở trên là những cái mặt là những cái bông hoa hồng. Bà con mình xem kiểu dáng này theo là kiểu Pháp đó nha. Kiểu châu Âu đó, rất là sang trọng. Cái này rất là nặng nha bà con. Cái đường kính này em đo tới là 1m05. Cái mặt bàn 1m05 nha bà con. Rất là to. Và cái chiều cao từ mặt đất lên tới vị trí bàn đó là khoảng 79. Con mình xem rất là đẹp luôn, làm kiểu phong cách của châu Âu. Cái chiều dày này nha, cái chiều dày này em đo nó khoảng là gần 2 phân nha, 1,5 phân. Còn cái chân này nó tới là 2 phân. Con mình xem rất là đẹp luôn. Mình để mình trang trí trong nhà hoặc sân vườn cũng nó rất là sang trọng nha, từ sáng sổ lắm con mình xem. Đó này là nhôm nguyên khối nha bà con, nhôm đúc nha, rất là nặng. Ghế thì em đo em báo con của mình luôn. Ghế thì có cái chiều cao lên là 90. Đường kính mặt ghế đó là khoảng 39 lần nha. Đường kính mặt ghế 39, những cái mặt ghế đây đều là những cái mặt bông hoa hồng rất là đẹp. Đó bà con mình xem. Được tô son thiết vàng nha. Hàng này nói chung là đã được làm đánh bóng hết trơn rồi, sạch sẽ rất là đẹp cho bà con mình về là chỉ có việc sử dụng thôi. Đó bà con xem, mỗi một cái ghế là nặng từ 8 tới 10 kg lần nha. Đó bà con mình xem. Còn có 4 cái ghế nha, chân bàn thì có những cái đó hoa hồng rất là đẹp. Nó tượng trưng là cho cái sự quay mặt xa cái ghế cho em coi. Đây bà con mình xem. Ghế nặng gần 10 kg nha bà con, mỗi một cái. Nó từ 8 tới 10 kg. Bộ này nguyên bộ này nặng là 60 kg. Nó gồm 4 ghế một bàn nặng 60 kg luôn nha. Đó bà con mình xem, nồi rất là vững thì rất là thoải mái luôn nha bà con. Rất là đẹp nha, mình để sân vườn rất là đẹp luôn. Bộ này thì em giao lưu bà con của mình, bao ship cho bà con mình 500 km nha. Giá là 28 triệu. 28 triệu đồng bao ship 500 km. Nguyên bộ này nặng tới 60 kg luôn nha bà con. Nên ship đi xa thì nó cái chi phí rất là cao và còn cần. Còn nếu bà con mình ở xa 1.000, 2.000, 3.000 km toàn quốc, hỗ trợ với ship tới bên em sẽ ship cho bà con của mình toàn quốc luôn nha. Bà con mình xem rất là đẹp nha bà con. Nặng 60 kg luôn nha. Bà con mình xem không rõ thì kết bạn Zalo thêm bên em để em chụp hình đầy đủ cho bà con của mình trên phim. Và đến với mã số 2. Mã số 2 này là một cái bộ trường kỷ. Bộ trường kỷ song tiện nha. Bộ này là bộ tam sơn. Tam cấp luôn nha. Bộ ngũ sơn. Bộ này là ngũ sơn nha bà con. Cái bộ vừa rồi thì em cũng đã giao lưu rồi. Em mới về được một bộ này là bộ ngũ sơn. Những cái chân đều mặt bọm hết nha. Chân là móng đặt trái châu luôn. Nó chất liệu là bằng gỗ gõ nha bà con. Rất là dày dặn và cứng cáp nha. Chiều cao thì em đo là khoảng chừng là 74 nha. Và chiều dài của bàn, chiều dài của bàn là 135. Chiều dài tổng thể 135 nha. Chiều rộng ra là 60. Đây cái dìm này dày nhất là khoảng chừng là 22. Rất là dày và cứng nha bà con. Chân đế này á, chân đế chỗ dày nhất nha là 9 phân. Nó 8 phân 9 phân nha. Gỗ là con mà xem, gỗ này là gỗ giữa là liền khối. Con mà xem giùm em nha, gỗ gõ liền khối giữa luôn. Rất là cứng cáp, rất là nặng nha bà con. Một cái bàn như thế này là từ 2 tới 3 4 người khiêng mới nổi nha. Rất là nặng. Giờ ghế bà con mình xem giùm em, ghế là ghế ngũ sơn nha, tam cấp. Ngũ sơn tam cấp được tiệm người ta lộng rất là đẹp. Ở trên là những cá chép hóa rồng nha. Bà con mình xem giùm em. Từng đường chi tiết một luôn bà con mình xem. Những cái chỗ nào bà con mình không rõ thì kết bạn Zalo bên em nha, tại vì cái này nó rất là lớn, kéo bàn được. Bà con mình xem giùm em, kéo xích ra ngoài để quay cái ghế. Đây. Nói chung hàng này rất là to nha bà con, và nặng nữa nha, cho nên thì khi quay nó cũng thiếu chi tiết nha. Chiều cao anh đó là khoảng là 1m05 và 1m05 nha. Đây còn chiều dài tổng thể luôn, phủ bì luôn nha, là 194. 194 là chiều dài phủ bì. Còn chiều rộng ra là nó khoảng là 49 nha bà con. Còn từ mặt đất lên đó là tầm là 50. Bốn cái góc chân đều là bốn mặt bọn. Đó bà con mình xem giùm em. Rất là nặng nha. Những cái ghế này là từ 3-4 người trở lên khiêng lên nha bà con. Rồi gỗ rất là dày. Gỗ dán giữa là dán liền khối nha. Dán giữa là liền khối hết.
đó, người ta chạm hoa văn đây, chi tiết đây, mình xin giùm em. Đó, những chú nai và cây tùng nữa nha. Đó, tùng nai, ở đây là chim hoa. Đó. Và những cái mặt gốc này là đều là chạm mặt bọm hết. Cho mình xem, những cái chỗ nào bà con mình xem không rõ thì cứ liên hệ trực tiếp bên em nha. Đó, em sẽ hướng dẫn cho bà con của mình hoặc là gửi hình bà con mình đầy đủ hơn. Cái bộ này em bao ship cho bà con mình là 500 km thôi nha. Nó bao ship bà con mình bằng xe tải luôn. Nó tặng nhà thôi, vì hàng này rất là lớn thì còn cần. Giá là 38 triệu, em bao ship bà con của mình là 500 km. Còn bà con mình ở xa hơn thì hỗ trợ với ship, em nhận ship cho bà con của mình luôn. Nếu bà con mình có nhã ý nha, chất liệu là gỗ gõ hết trên toàn bộ luôn nha bà con, liền có cho bà con của mình luôn. Đó, bà con xem. Rồi đến tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 này em có về được một cái tủ thờ nha, chất liệu cũng là gỗ gõ luôn, nguyên con luôn nha. Đó, gỗ gõ nguyên con, cây này là cây đại nha bà con, cây lớn nha, bà con xem. Đó, được cản ốc 7 màu lóng lánh rất là đẹp. Ốc này là bao bà con mình là ốc Singapore 7 màu nha. Ốc nhập nha bà con, xem giùm em nha, rất là đẹp. Cây này nói chung là hàng này thì hàng tồn thôi, nhưng mà đã làm được hoàn toàn hết, đẹp đẽ cho bà con của mình. Nó theo thời gian thì nó bụi bẩm này về em đã làm hết trơn toàn bộ rồi, giống như là một cái cây mới luôn đó nha bà con. Đó, ốc bà con mình xem vị trí nào nó cũng vẫn sáng lóng lánh hết. Đặc biệt cây tủ thờ này là tụi em sưu tầm của hàng tồn kho nha bà con. Chưa qua sử dụng nhưng mà đã có tuổi đời nha bà con. Bao hàng cho tuổi bậc bà con mình là khoảng từ 20 tới 30 năm nha. Đó, rất là đẹp nha. Chiều cao của cái tủ em đo là khoảng 147 nha. 147 là cái chiều cao. Còn cái chiều rộng ra là khoảng 67. Đó, chiều rộng 67 nha bà con. Và chiều dài tổng thể là 145. Đó, chiều dài 145 nha bà con mình lưu ý giùm em. Cái do đó là cây tủ lớn đó nha, tủ đại lớn nha. Đó, cửa mở cánh hai bên. Chỗ rộng nhất là khoảng là 55. Đó bà con mình xem. Mặt trước chạm rất là đẹp nha bà con. Đó, chạm là theo cái cách lối xưa và cẳng nha bà con mình xem, gờ vào không có độ nhám luôn, ốc bà con mình xem nha. Tích này giống như là tích thập nhị tứ hiếu vậy đó nha. Bà con mình xem giùm em là tư duy nha bà con. Rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn nha. Hàng thì bao chẩn làm tích liền lạc, bao chất liệu gỗ sản phẩm cho bà con của mình luôn. Cái tủ này gỗ rất là dày dặn và rất là nặng nha bà con. Bên dưới thì người ta cẳng ốc rất là đẹp nha, ốc 7 màu đây. Bà con mình xem là dây nho, kiểu dây nho kéo liền dài qua luôn, nguyên một cái bệ, nguyên một cái diềm bên dưới. À, 4 cái chân là 4 chân quỳ. Đó bà con mình xem. Không hề lỗi lầm nha. Đó, hàng thì có sai báo bà con mình vậy, cánh mở hai bên. Đó, đố mấy đố cánh cửa rất là dày, nó gần 3 phân, mỗi bên là 2 phân rưỡi tới 3 phân luôn nha. Bà con xem. Quăng gỗ tự nhiên đây, cái lõi gỗ đó nha bà con, xem giùm em nha. Đó, những cái điểm đó nha bà con, rất là đẹp. Đó, lõi gỗ tự nhiên, gỗ gõ đây nha. Đó. Cửa mở hai bên. Bà con mà kết bạn Zalo bên em nha, để em quay cho bà con mình xem thêm. Đó. Còn bà con mình ở gần thì đến trực tiếp để xem và giao lưu nha. Rồi, địa điểm các em là khu vực Thế Hòa, phường Thang, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Chi tiết thì qua số điện thoại bên em 0772877278. Đó, để gọi rồi em tư vấn cho bà con mình đầy đủ hơn. Cây này thì em bao ship bà con của mình là 500 km nha. Đó, nếu bà con mình ở xa hơn thì hỗ trợ tiếp bên em để em ship xa cho bà con của mình luôn nha, nếu bà con mình có nhu cầu. Đó, cây này nói chung rất là nặng nha bà con, tổng từ 6 người khiêng nha, từ 6 tới 5, 6 người khiêng lên, khiêng phải nổi nhau rất là nặng. Em giao lưu bà con mình giá là 62 triệu, bao ship cho bà con của mình là 500 km nha. Còn bà con mình ở xa hơn thì hỗ trợ cứ ship tiếp bên em để em đóng gói cho bà con của mình đi xa luôn. Rồi, đến cái mã tiếp theo số 4 này là một cái bộ tranh tứ quý. Chất liệu gỗ gõ, đây gỗ gõ khung giữa là liền khối cho bà con của mình luôn. Tứ quý nha bà con. Ở trên này là tích bát tiên nha. Đó, 8 vị tiên. Đó, bát tiên du sinh. Thôi con xem. Chiều cao này em đo mỗi tấm là khoảng là 116. Đây, chiều ngang một bức là tầm là 29 nha. Đó, còn cái chiều rộng ra. Đây, chiều rộng tổng thể 4 tấm luôn nha bà con là 116 luôn nha. Nó 4 tấm đó nha. Đó, còn cái mỗi một tấm dày là từ 2 phân rưỡi. Đó, tích bà con mình xem người ta cẳng ốc rất là đẹp. Ốc này là nó ngã màu hoàng chanh này nha bà con. Nói chung cái bộ chanh này từ là 40 năm. Đó, hàng thì sâu tuổi thì em sẽ báo bà con của mình luôn. Tại vì hàng này bà con mình nhìn cái mỏ ốc theo thời gian đó, nó theo cái thời gian ốc nó ngã màu hoàng chanh nha. Đó, khung viền bên ngoài người ta chạm kiểu là những cái cây tre cây trúc á, cho mình xem rất là đẹp. Đây đều có cái móc sau lưng bà con mình treo tường. Đó, gỗ sao liền khối đây, gỗ gõ nha bà con, xem giùm em nha. Hàng này là chanh xưa nha. Bộ này em giao luôn bà con mình giá là 15 triệu nha. 15 triệu em bao ship bà con của mình luôn, gồm có 4 tấm. Bà con mình về bắt móc mình treo tường thôi, rất là đẹp. Khi bà con mình treo lên những cái ánh đèn nó chạy thôi, rất là đẹp luôn nha. Nó sáng lên cái màu ốc còn đẹp hơn nữa nha.
Rồi đến với mã tiếp theo là số số 5. Số 5 này thì em có là một cái tấm chăn. Tấm chăn này là gỗ chắc nha bạn. Chất liệu là gỗ chắc nha. Gỗ chắc này là liền miếng liền khối. Đó, gỗ chắc bay lớn là những cái cây chắc xưa mới còn lại thôi. Rồi chắc bây giờ là không còn nữa nha, cũng không được khai thác luôn mà không được xem, rất là đẹp. Đó, hàng này là chắc xưa nha, gỗ chắc xưa. Đó. Đây, chiều cao này em đo là khoảng 46 nha. Đây còn cái chiều ngang, cái chiều dài nhất đó là khoảng 76 thôi. Đó, 76 rưỡi đó nha bà con. Đó, còn cái chiều dày của cái khung tranh là 2 phân rưỡi. Đây đặc biệt là những cái đóa hoa. Đóa hoa này hoa giống như hoa hồng nha bà con xem giùm em. Đó, rất là đẹp. Cái này là người ta cẩn ngà, màu trắng người ta cẩn ngà nha. Còn cái vị trí màu xanh này, xanh lục này là đều là ốc. Đó, ốc này là ốc màu xanh lục, ốc đỏ nha bà con. Đó, ốc đỏ xanh lục, bảy màu lóng lánh luôn nha. Đỏ lửa bằng chanh đó nha. Đó, bà con mình xem con xung quanh về người ta chạm, người ta cẩn này là cuốn thư. Đó, bốn cuốn thư nha bà con, bốn cái loại binh pháp đó nha. Rất là đẹp. Tích này là phú quý bạc đầu nha, hạnh phúc bền lâu. Đó, những vị trí này người ta đều cẩn ngà hết cho bà con mình, nên cái miếng chanh này cái giá trị rất là cao cho bà con của mình sưu tầm nha. Đó, mặt phía sau lưng đây, gỗ chắc cho bà con của mình xem giùm em nha, gỗ chắc nha. Đây, toàn bộ gỗ chắc hết, bao bà con mình kiểm tra. Giao lưu cho bà con của mình miếng chanh này giá là 19 triệu nha, em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, 19 triệu đồng. Đó, và tác phẩm thứ 6 này cũng là một cái bức, đây một bức chanh gỗ chắc. Đó, tích này là bà con mình xem phu thê nguyên mãn nha bà con. Bên đây là một cái đôi chim công, còn một bên đây là một cái đôi chim phú quý bạc đầu. Đó, hạnh phúc dài lâu. Đó, phu thê nguyên mãn nha bà con mình xem, rất là đẹp. Đặc biệt cái gỗ chắc khung giữa là liền khối nha, nguyên một cái khối gỗ chắc lớn đó nha bà con. Đây, chiều cao em đo là khoảng tầm 47. Đó, cao là 47 nha. Đây còn cái chiều ngang, cái chiều dài là tầm là 1 mét, dài là 1 mét nha. Còn cái khung gỗ giữa liền khối em đo cho bà con của mình luôn, nó tới là khoảng 36 luôn nha. Đó, gỗ chắc kìa bà con xin em, rất là cứng cáp. Đó, đều cẩn ngà và ốc bảy màu lóng lánh nha, ốc bỏ lửa bằng chanh cho bà con của mình luôn. Những cái vế màu vàng này là đều thịt gỗ nha bà con. Nó thịt gỗ người ta tạo hình nhìn rất là có hồn, cái nghệ nhân người ta thả hồn người ta làm rất là đẹp cho bức tranh này, nên giá trị của nó rất là cao cho bà con của mình nha. Đây mặt cái sau lưng đây, lần tích cho liền lạc hết nha. Bao bà con của mình về cứ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em hết. Nó rất là xứng đáng cho bà con của mình sưu tầm luôn. Bức này em giao lưu bà con mình giá là 30 triệu nha, 30 triệu bao ship toàn quốc, bao kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Và mã kế tiếp số 7. Đây số 7 này là một cái đôi chanh cá chép. Đó, cá chép dưới ánh trăng. Đó, thường người ta gọi là lý ngư dậm nguyệt. Bà con mình xem gỗ này là gỗ liền khối được chạm nổi luôn. Đó, bà con mình xem chạm nổi luôn, rất là đẹp nha. Những cái dãy của nó người ta được cẳng là người ta chạm cẳng ốc hết luôn, bà con mình xem nha. Đôi cá chép rất đẹp. Chiều cao như thế này em đo là khoảng 1 mét đi nha. Còn mỗi một tấm em đo vị trí chỗ rộng nhất là nó tới là khoảng là 29. Đó, bà con mình xem đều có hai móc, bà con mình treo tường. Còn chiều dày này em đo là tới 3 phân rưỡi, 3 phân. Đó, bà con mình xem. Hàng là bao bà con mình là liền khối chạm nha, chạm nổi luôn nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em. Bức tranh này nhìn sống động lắm. Đây mặt sau lưng đây nguyên một miếng gỗ liền khối luôn nha, không hề ghép chỗ nào luôn. Đó, không hề ghép luôn nha. Chất liệu gỗ rõ nha. Đôi này rất đẹp nha bà con. Nó chỉ có một đôi này duy nhất thôi, lý ngư vọng nguyệt. Em giao lưu bà con mình giá một cặp này là 9.500.000, em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, 9.500.000 đồng nha. Rất là nặng nha bà con, rất là dày. Và mã kế tiếp số 8 này, đây là một cái bức tranh đó, phú quý bình an. Đó, một cái đôi chim phú quý rất là đẹp nha. Ốc màu lóng lánh, ốc màu bà con mình rất là đẹp, bà con mình xem giùm em. Đây, tranh thì có cái chiều dài em đó là 1m07. Cái chiều rộng nhất á, chiều rộng là khoảng 45, đó, tầm 45-46 nha. Đặc biệt cái miếng gỗ này là liền khối hết nha bà con xem giùm em nha. Đó bà con xem ốc rất là đẹp luôn. Đây. Đó, một cái đôi chim tước nha, đôi chim phú quý đó nha bà con xem giùm em. Gỗ này cũng rất là dày, cũng từ 2 phân rưỡi trở lên nha. Gỗ này là gỗ nguyên miếng liền khối nha, quăng gỗ tự nhiên. Đây bà con mình xem mặt phía sau lưng đây nha. Chất liệu gỗ gì em này? Gỗ này là gỗ hương nha bà con. Đây bà con mình xem giùm em. Đó, có sao thì cái này là gỗ hương ta ha. Đúng rồi, gỗ hương ta. Bà con mình cứ về kiểm tra không đúng chất liệu gỗ, không đúng sản phẩm. À, không đúng như em nói thì bà con mình hoàn về cho em luôn, không tốn 1.000 cái ship nào nha. Đặc biệt bốn cái gốc này người ta là tượng trưng là cho một cái là một cái lớp tấm bùa may mắn đó nha bà con, xem giùm em nha. Những cái vị trí này người ta chạm đó nha. Đây là một cái tấm như là phù điêu nha bà con, rất là đẹp.
Bức này em giao luôn cho bà con mình giá là 10 triệu nha. Nó gỗ liền khối nha bà con, 10 triệu bao ship bà con của mình luôn. Và mã kế tiếp là số 9. Đây một cái bức tranh. Đây số 9 nha. Bức tranh này là Phúc Lộc Thọ. Đó bà con mình xem rất là đẹp. Tranh này là tranh xưa nha bà con, người ta đã qua thời gian sử dụng nha. Nó người ta đã qua thời gian trưng bày á, cho nên ốc với màu với gỗ nó theo cái thời gian đó nha. Bà con xem giùm em. Chiều cao em đo là ở chiều dài em đo là khoảng 127. Đó, còn chiều cao lên là tầm là 59 đi, chừng 2 của con mình luôn. Khung này là 3 phân. Đó, gỗ khung giữa liền khó nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Ba chữ này là Đức Lưu Quang nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em. Cái này thì khi mà em sẽ dán cái bản dịch cho bà con của mình xem luôn nha. Hồi nãy anh lại báo Phúc Lộc Thọ là sai nha bà con. Tích đúng chữ là Đức Lưu Quang nha bà con. Đức Lưu Quang nha, bà con mình xem. Cái này là mình hay thờ chung với phối hợp với những cái tấm liễn đó bà con. Đây, khung gỗ giữa là liền khối nha, con mình xem giùm em. Đó, cái này chưa có vệ sinh sạch sẽ luôn, nói chung hàng này là hàng xưa nha. Bức này là xưa, rất là dày. Mặt sau lưng này bà con mình xem giùm em, rất là dày dặn nha. Đó, không hề lỗi lầm nha bà con. Cái nào thì có sai báo bà con mình vậy nha, con móc cho tôi tờ luôn. Giá bức này là 12 triệu thôi nha, 12 triệu bao ship bà con của mình. Rồi mã kế tiếp này là số 10. Đây một cái bức tranh, chữ này là chữ trí. Đó, chữ trí nha, ốc thì bà con mình phải chơi. Ốc là màu lóng lánh luôn, xanh lục nha bà con. Đặc biệt là người ta kết hợp lại thành những cái chú chim và những cái cây tùng, cái trúc đó nha. Thành lại một cái chữ rất là ý nghĩa, chữ trí nha bà con. Chiều cao lên em đo là 60. Chiều ngang này là khoảng 50, đó 50, 60. Đây, gỗ là gỗ gõ nha. Cũng mình xem giùm em, ốc màu là khỏi chê nha. Gỗ gõ mặt sau lưng đây, có móc theo tường luôn. Bức này em giao lưu bà con mình giá là 5 triệu đồng nha. 5 triệu bao ship bà con của mình luôn. Bao bà con mình kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em nha. Và đến với mã tiếp theo là số 11. Số 11 thì em có một cái này là cái gạt cần thuốc. Đó, chất liệu gỗ gõ nha, ở bên trong thì có một cái dĩa người ta... Gỗ gõ hay gỗ chắc? Gỗ này gỗ gõ, gỗ chữ gõ nha bà con. Đây gỗ gõ. Đó, bà con mình xem giùm em. Rất là đẹp nha. Ở trong là tích trúc lâm thất thiền nha, một cái đĩa gốm đó nha bà con. Đây, đường kính này em đo là khoảng 15, chiều cao là khoảng 7 phân thôi. Đó, bà con mình xem giùm em, cẳng là bốn mặt luôn nha, tứ mặt luôn. Cái này là cái gỗ gõ nha bà con, còn những cái hôm trước là gỗ trắc ha. Đó, bà con mình xem giùm em nha, rất là đẹp. Đó, cái này em giao lưu bà con mình giá là 2 triệu nha, 2 triệu đồng em bao ship bà con của mình luôn. Và mã kế tiếp, số 12 em có về được một cái hộp đựng trà nữa nha, nó hộp đựng trà. Tích này là tích bát mã nhà mã đáo thành công, quăng gỗ đeo con xem giùm em. Đặc biệt cái khối gỗ này là cái khối gỗ là bách xanh, có mùi hương thơm nha, về bà con của mình cứ test thử nha. Đó, ngồi gần như thế này là nó lan tỏa có mùi hương ra rồi, giống như là gỗ chậm hương vậy. Chiều cao 18, đường kính miệng ở trên 21, hoành là khoảng 35 thôi. Về bà con mình đựng trà đựng chè vào nha, hoặc đựng những cái vật dụng của mình, quăng gỗ đeo con xem giùm em. Gỗ bách xanh nha bà con, bách xanh có mùi hương thơm. À, giá giao lưu bà con mình 1.500.000 nha, cái này tích mã đáo thành công. Rồi mã kế tiếp, đây em có về được một cặp đôi lục bình, đó, một cặp đôi lục bình bình hoa nha, mã số 13. Cặp này đó là vẽ rồng rất là đẹp, hàng này là hàng kỹ thuật nha, đó bà con xem. Bao chuẩn bà con mình là hàng vẽ tay kỹ thuật lành tích liền lạc, không hề nứt mẻ tóc gió luôn. Đó bà con mình xem vẽ rồng, đó, sông Long Trân Châu, đây vẽ rồng rất là đẹp. Chiều cao là khoảng 60 nha, đường kính miệng là 21. Và hoành bụng này là 84. Đó, hàng chuẩn lành tích liền lạc nha bà con xem giùm em. Đây, đó, sông Long Trân Châu nha, hai con rồng quấn toàn cái bình đó luôn. Đó, hàng không hề lỗi lầm nha, ngọc bốn đế bốn chữ tàu nha bà con. Đây, một cặp cho bà con của mình, về bà con mình cắm hoa cũng vẫn được, mình trưng đề co cũng rất là đẹp luôn nha. Xoay cái mặt rồng ha. Đó, bà con xem. Đây, đó. Quá đẹp nha bà con. Đăng đối nhau nha, cặp này đăng đối nhau. Giao lưu bà con mình một cặp này giá 5.500.000 em bao ship bà con của mình luôn nha. 5.500.000 đồng, cao 60. Hàng tàu cũ nha bà con, đó, hàng vẽ tay. Đó, những cái sản phẩm nào bà con mình không rõ không kỹ thì các bạn Zalo bên em nha. Và mã kế tiếp số 14. Đây một cặp bình, đó một cặp lục bình này là vẽ tích long ngẵn. Đây vẽ kỹ thuật cao rất là đẹp bà con xem. Đó, những cái đôi bình này nói chung nó rất là giá trị nha. Nhưng mà hàng bên em thì sưu tầm được giá hữu nghị thì em để bà con mình giá hữu nghị bà con mình yên tâm. Còn cái nào thì giá cao thì em sẽ để mình bà con mình giá cao xí nha. Đây bà con mình xem. Đến với chiều cao này em đo là khoảng 60 luôn nha. Đó, đường kính là miệng là 21, hoành bụng bình là 86. Đây cái này nó cũng cỡ bằng cái gọi thôi. Không hề lỗi lầm nha bà con. Đó, cặp
lông ẵn rất là đẹp, khỏe hai chú rồng đó, và một cái chân trâu nha, chôn đế mọc 4 chữ tàu đó. Cái này thì qua thời gian 5 tháng cái này lỗi lòi thôi nha, những cái dằn bên dưới thôi, không có gì hết. Đây nó vẽ kỹ thuật rất là đẹp cho bà con của mình luôn đó. Đôi này nói chung là rất là xứng đáng nha đó, giá cả nói chung cũng rất là hợp lý hữu nghị cho bà con của mình. Giao lưu bà con mình giá là 5.500.000 nhân bao ship bà con của mình luôn nha, bao kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Rồi mã số 15 em có về được một cái ấm rất là độc đáo nha bà con, nó rất là lạ lắm luôn. Đây bà con mình xem giùm em đó, cái ấm rất là cao, tức là những chú cá nha. Đây chiều cao của ấm này em đo là khoảng 42, cái hoành bụng này là tầm 73 nha. Có cái nắp bà con mình xem đây, hàng này nói chung là đều là hàng tàu cũ thôi nha đó, bà con mình xem chứ không phải hàng cổ. Nếu mà hàng cổ có giá trị rất là cao đó, hàng này nói chung là vừa tầm cho bà con của mình sưu tầm, nó cũng vừa cái giá trị cho bà con của mình luôn, nó rất là đẹp nha. Giá là 2.8 triệu nha bà con, 2.8 triệu này bao ship bà con của mình luôn. Rồi mã kế tiếp số 16, một cái chiếc bình thiên nga, một đôi thiên nga nha. Đây bình này giống như là bình thúy hồng vậy nha bà con xem giùm em, lành tích liền lạc hết nha. Chiều cao là khoảng 29 đi, hoành bụng bình em đo là khoảng 69, này nó như là kiểu hút lọc vậy đó bà con xem, rất là đẹp nha. Hàng thì chưa có vệ sinh trà rửa sạch sẽ nha bà con, nó có sao thì báo bà con mình vậy, nó về bà con mình vệ sinh sạch sẽ lên thôi là nó đẹp thôi nha. Nói chung hàng cũ thì em để nguyên si đó, còn hàng mới thì nó sẽ nhìn nó sẽ khác hơn. Cái này giá là 2.200.000 em bao ship bà con của mình luôn. Rồi mã kế tiếp số 17, một cái chiếc bình đồng hồ tích bát tiên du sân đó. Bình này đặc biệt là người ta vẽ nổi và đắp nổi luôn, đúng không xem giùm em đó, là chưa có vệ sinh sạch sẽ luôn nha, về bà con mình là dùng chanh mình tẩy ra thôi là nó mới thôi nha đó, bà con xem rất là đẹp, 8 vị tiên du sân nha. Đặc biệt bình này là men chảy nha bà con, đắp nổi nha. Chiều cao của bình em đo là khoảng 50, đường kính miệng này là 8 phân thôi, hoành bụng bình này là 90, hàng thì chuẩn lành tích liền lạc đó. Mọc đây, mọc đế nằm dưới đây đây nha bà con xem giùm em, 6 chữ tàu nha, chôn đế đây nó, hàng lành tích nha, không hề lỗi lầm, không hề nứt mẻ. Giao lưu cho bà con mình chiếc bình đồng hồ này có giá là 2.800.000 em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, bao bà con mình kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay, Bonsai La Nguyên cũng xin mến chào bà con, rất cảm ơn bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Bà con mình nhớ bấm like, share, đăng ký để nhận những sản phẩm mới về bên em. Và em cũng xin kính chào và hẹn bà con mình những clip kế tiếp nha. Mến chào và tạm biệt quý bà con, hẹn gặp lại với bà con vào clip mới nhất tiếp theo vào buổi tối ngày hôm nay bà nha bà con. Cũng hứa hẹn sẽ giao lưu đa dạng mặt hàng phong phú rất là hay ho cho bà con của mình nha. Mến chào và tạm biệt ạ.